Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ buộc phải chiến đấu chống lại quân đội Triều Tiên nếu nước này tham gia vào cuộc xung đột. Trong bài phát biểu tối 27 tháng 10 đăng trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng vệ binh Triều Tiên có thể xuất hiện trên chiến trường bất cứ lúc nào. Ông chia sẻ, Ukraine sẽ buộc phải thực hiện chiến đấu chống lại Triều Tiên ở châu Âu. Đây là điều xảy ra khi các đối tác không đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn trong việc hỗ trợ Ukraine, từ đó khuyến khích ông Putin đầu tư hơn vào khủng bố. Ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường sức ép với Nga, nói rằng ông mong đợi sẽ có thêm sự hỗ trợ. Đầu tuần này, ông Zelensky cho biết tình báo Ukraine dự kiến quân đội Triều Tiên sẽ được triển khai tới các vùng chiến sự ngay sau ngày 27 hoặc 28 tháng 10. Đây là bước leo thang rõ ràng của Nga. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine hôm 27 tháng 10 cho biết đã bắt đầu điều chuyển binh sĩ Triều Tiên ra tiền tuyến. Thông tin này được đưa ra sau các báo cáo tình báo từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS tuần trước cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị gửi hàng nghìn binh sĩ tới Nga để hỗ trợ lực lượng của Nga. Cả Mỹ và NATO sau đó đều xác nhận rằng họ có bằng chứng về việc quân đội Triều Tiên ở Nga. Tuần trước, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ tin rằng Triều Tiên đã điều ít nhất 3.000 binh sĩ tới miền đông nước Nga, nơi họ đang được huấn luyện. Ông Kirby cho hay, nếu binh lính Triều Tiên tham chiến, diễn biến này sẽ chứng tỏ sự tuyệt vọng ngày càng tăng của Nga trong cuộc chiến chống Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm làng Oleksandropin ở miền đông Ukraine và tấn công các sân bay quân sự của đối phương. Hãng RIA ngày 26 tháng 10 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát làng Oleksandropin ở miền đông Ukraine, trong khi Kiev chưa lập tức đưa ra bình luận. Cập nhật tình hình chiến sự hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các binh sĩ nước này đã tập kích các sân bay quân sự và cơ sở lưu trữ máy bay không người lái UAV tấn công của Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó. Tuy nhiên, bộ này chưa nêu chi tiết về các sân bay quân sự của Ukraine bị tấn công. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 quả bom Hammer, 4 quả rocket HIMARS và 25 UAV cánh cố định trong chiến dịch ở Ukraine. Chiến sự tại Ukraine. Giới chức Ukraine cho hay tên lửa của Nga phóng trúng các tòa nhà dân cư và bệnh viện Mechnikov ở thành phố Donetsk vào tối ngày 25 tháng 10, khiến ít nhất 4 người chết và 20 người bị thương. Vụ tấn công đã gây thiệt hại 13 tòa chung cư, 2 ngôi nhà và bệnh viện Mechnikov, bệnh viện quan trọng để điều trị cho những người lính bị một số vết thương nghiêm trọng hơn ở tiền tuyến. Diễn biến trên đất Nga. Hãng tin TASS ngày 26 tháng 10 dẫn lời tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod của Nga cho hay các binh sĩ Ukraine tấn công 7 huyện tại tỉnh này trong vòng 24 giờ trước đó. Theo đó, phía Ukraine đã nã 88 phát đạn, hầu hết vào khu vực Sebekino. Cuộc tấn công khiến 3 người bị thương và đang được điều trị. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không đã bắn hạ 4 UAV của Nga tại các tỉnh Bryansk và Oryol. Tỉnh trưởng Andrei Klikov tại Oryol cho hay chưa có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Tổng cộng, phía Nga bắn hạ 31 UAV của Ukraine tại các tỉnh của Nga trong vòng 24 giờ trước đó, trong đó có 3 chiếc tại khu vực biển Azov. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu tên khu vực lãnh thổ vùng Kerch, nơi binh lính của lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây. Theo đó, khu vực này rộng khoảng 6 x 15 km. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, một nồi hầm đáng tin cậy đã được tạo ra xung quanh binh sĩ Ukraine ở khu vực Kursk, và vòng vây này đang tiếp tục thu hẹp lại. Ông Putin cho biết thêm, một khi bị bao vây, đối phương sẽ không còn khả năng chống trả đáng kể trước sức mạnh tấn công của quân đội Nga. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, hiện tại đối phương đã không thể làm gì được. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng quân đội Nga đảm bảo tính mạng, sự an toàn và đối xử bình thường cho tất cả những người Ukraine bị bắt. Tổng thống Nga nói, có những tù binh, có những người đầu hàng và tất nhiên, người của chúng tôi đối xử với họ hoàn toàn bình thường. Kursk là cơn ác mộng của Ukraine. Viktor Zavarin, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, đánh giá các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng tại khu vực Kursk sẽ phải đối mặt với việc bị bao vây và bị tiêu diệt. Ông Viktor Zavarin nói và đánh giá mọi nỗ lực của Ukraine đều đang đưa người dân của họ vào tử địa. Nếu họ không đầu hàng, họ sẽ bị tiêu diệt. Vùng Kursk trải qua một thảm kịch nghiêm trọng.
Bây giờ chúng tôi đã thực hiện công việc nghiêm túc, chúng tôi đã cắt nguồn cung cấp lực lượng và nguồn lực của chúng. Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu tấn công và chiếm đóng khu vực Kursk từ ngày 6 tháng 8. Ở khu vực này, cũng như các vùng Belgorod và Bryansk, một chế độ hoạt động chống khủng bố đang được áp dụng. Ngày 10 tháng 9, quân đội Nga mở cuộc phản công quy mô lớn nhằm đẩy lui lực lượng vũ trang Ukraine về phía bên kia biên giới. Nga tuyên bố tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk, khiến Ukraine thiệt hại hơn 26.000 quân kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công vùng biên giới này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 10 thông báo, trong vòng 24 giờ, Ukraine đã mất 280 binh sĩ cùng với 9 xe bọc thép tại mặt trận Kursk, tỉnh biên giới của Nga. Trong ngày, Nga cũng đẩy lùi 3 cuộc phản công của Ukraine ở Nizhny-Nizhkling, Novo-Ivanovka, Plekovo đánh bại 10 lữ đoàn Ukraine. Các lực lượng hàng không, pháo binh và tên lửa Nga tiếp tục tấn công các điểm tập kết binh sĩ và trang thiết bị của Ukraine ở vùng Sumy, sát biên giới Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi mở chiến dịch tấn công vào Kursk, hồi đầu tháng 8, Ukraine đã mất hơn 26.000 quân, 176 xe tăng, 93 xe chiến đấu bộ binh, 104 xe bọc thép chở quân, gần 1.000 xe chiến đấu bọc thép, 226 khẩu pháo, 38 bệ phóng rocket đa nòng cùng nhiều trang thiết bị khác. Lực lượng Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Hồi đầu tháng 8, động thái của Kiev được cho là khá bất ngờ trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt nhân sự và vũ khí nghiêm trọng, tuyến phòng thủ miền Đông bị kéo căng trước làn sóng tấn công dồn dập của Nga. Giải thích về chiến lược của Kiev, các nhà phân tích cho biết Ukraine muốn dùng chiến dịch Kursk để buộc Nga phải rút bớt quân khỏi miền Đông, giảm sức ép cho hệ thống phòng thủ của Ukraine tại đây. Ngoài ra, việc chiếm giữ lãnh thổ bắc tù binh Nga có thể giúp Kiev có thêm quân bài thương lượng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào trong tương lai với Moscow. Tuy nhiên, những mục tiêu này của Kiev dường như ngày càng xa vời. Nga bắt đầu phản công dù gần như không phải rút quá nhiều lực lượng từ chiến trường Ukraine. Nga lần lượt giành lại quyền kiểm soát nhiều ngôi làng khu định cư Kursk. Theo các nguồn tin, Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát hơn 700 km vuông ở Kursk, khoảng một nửa so với diện tích mà họ giành được ở giai đoạn đầu. Emin Kastegeni, nhà phân tích quân sự cho nhóm Bloomberg có trụ sở tại Phần Lan dự đoán, nếu xu hướng này tiếp diễn, Ukraine có thể cần xem xét lại sự hiện diện của họ ở Kursk và tương lai của toàn bộ chiến dịch. Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka cho rằng tình hình Kursk đang tạm lắng xuống sau hàng loạt cuộc tấn công và phản công giằng co giữa quân Nga và Ukraine. Hai bên đang ổn định mặt trận, củng cố vị trí, tiếp tục xây dựng lực lượng cho các đợt tấn công trong tương lai. Theo ông Dolyaka, sẽ khó có kịch bản Ukraine rút quân khỏi Kursk, ít nhất ở thời điểm hiện nay. Ngược lại, Kiev có thể đang chuẩn bị cho những trận đánh lớn hơn. Ông Dolyaka nhận định, tình hình hiện tại ở Kursk có thể phát triển thành một cuộc giao tranh quy mô lớn và cục diện sẽ phụ thuộc vào mức độ chuẩn bị cũng như chiến thuật của mỗi bên. Quân đội Nga xuất kích, máy bay ném bom, tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk để gây tổn thất cho đối phương. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 10 tuyên bố máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đã phá hủy cứ điểm của Ukraine tại tỉnh biên giới Kursk. Cuộc tấn công được tiến hành bằng bom thả từ trên không. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom tiền tuyến siêu âm đa năng Su-34 của lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tấn công cứ điểm và quân nhân Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk. Sau khi nhận được xác nhận từ lực lượng trinh sát rằng quân nhân và cứ điểm của Ukraine đã bị phá hủy, kíp lái đã trở về sân bay an toàn. Cùng ngày, lực lượng vệ binh quốc gia Nga cũng xác nhận phá hủy xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất bằng máy bay không người lái ở Kursk. Xe bọc thép chở quân Stryker hạng nhẹ được thiết kế để đưa bộ binh ra chiến trường, hỗ trợ hỏa lực cho các binh lính, hoàn thành các mục tiêu chiến đấu và hỗ trợ đặc biệt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở Kursk, đánh bại các đơn vị Ukraine tại các khu định cư Darino, Zeleny Slyak, Nizhny Klin, Novoivanovka, Plekovo và Svitlikovo. Ngoài ra, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Plekovo và Pokrovsk, ngăn chặn ba cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Zeleny Slyak. Các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công, hạ gục các nhóm quân nhân, thiết bị của Ukraine tại Kursk cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung quân của Ukraine tại vùng Sumy.
nơi giáp biên giới Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chỉ trong một ngày, Ukraine đã mất hơn 280 quân nhân, 13 xe bọc thép, bao gồm 3 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, bao gồm một chiếc Bradley do Mỹ sản xuất, 7 xe chiến đấu bọc thép cùng 3 khẩu pháo, 6 xe, một hệ thống tác chiến điện tử. Phía Nga tuyên bố một số quân nhân Ukraine đã đầu hàng ở Kursk. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Kiev đã mất hơn 25.943 quân nhân, 175 xe tăng, 92 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 998 xe chiến đấu bọc thép, 681 phương tiện, 224 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Nhà phân tích quân sự Emi Kastehelmi tại Phần Lan nói với trang tin Newsweek rằng ở thời điểm mạnh nhất, Ukraine kiểm soát một khu vực rộng khoảng 1.200 km2 tại Kursk. Chuyên gia này cho rằng Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 700 km2, điều đó có nghĩa là Nga đã phản công thành công. Thiếu tướng Abdi Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực.